Hello, xin chào các bạn đến với Cà So TV. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món đồ chơi mới nữa, đó là xe điều khiển cảnh sát nha các bạn. Đẹp chưa? Rất là hoành tráng nha, mẫu xe này rất là ngầu nha các bạn. Cái điều khiển của nó cũng rất là đẹp nữa. Xe này là xài pin sạc nha các bạn. Nó hay hơn pin thường là nó chạy mạnh hơn, rồi khi nào mà hết pin thì mình sẽ lôi ra mình sạc nha. Nhìn tổng quan bên ngoài thì mẫu này khá là xịn sò đẹp nha các bạn. Đó, siêu xe cảnh sát, quá ngầu luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp review cho các bạn cùng xem nha. Quên nữa, mẫu xe điều khiển pin sạc này mình đang bán với giá là 140k thôi nha các bạn. Và mình sẽ tặng kèm thêm 2 viên pin của cái điều khiển luôn nha. Rồi bây giờ không để các bạn chờ lâu, mình sẽ khui hộp mà test thử mẫu đồ chơi này cho các bạn cùng xem nha. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây là mẫu xe đua, không phải là xe đua nữa mà là siêu xe cảnh sát nha các bạn. Thiết kế máy móc đồ ghê gớm không. Đây là máy V6 nha. Cái điều khiển cũng nhìn cũng rất là xịn sò nha các bạn. Nhìn giống như mấy cái tay chơi PlayStation vậy. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lắp pin vào và test thử cho các bạn cùng xem nha. Rồi mình sẽ tháo cọng dây này, buộc này ra để mình lấy cái điều khiển ra nha các bạn. Cái điều khiển rất đẹp nha, màu đỏ đen. Cái điều khiển này nó hơi khác những cái mẫu xe điều khiển thông thường, là thường thường là cái nút ấn này nó sẽ không phải là nút tròn như nha các bạn. Nó là một cái cây ti đưa lên vậy, mình đẩy lên đẩy xuống vậy nó dễ gãy lắm. Còn mình thấy thiết kế kiểu như vậy rất hay nè. Nó hạn chế bị gãy khi mà mình bấm hay mình lỡ trúng á các bạn. Nó có 2 cái càng này nữa. Quá ngầu luôn. Quá im. Rồi bây giờ mình sẽ gắn pin cho cái điều khiển này nha các bạn. Em điều khiển này thì mình xài 2 viên pin 3A nha. Rồi ok, phần điều khiển đã xong, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp pin cho chiếc xe luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở xe. Xe này thì nó được ràng nha các bạn. Mình thấy nó ràng bằng dây đi thun. Vậy bây giờ mình sẽ mở. Mình thấy cũng khó mở nha các bạn. Để mình thử xem. Này nó làm dây thun ràng nhưng mà cũng khó mở. Rồi, bây giờ mình sẽ ok, hạ cánh an toàn rồi nha các bạn. Màu trắng rất là đẹp luôn nha. Còn thiết kế cái cửa này có thể mở ra được nữa nha các bạn. Wow, ở đây thì có bể bước chân nữa nè. Sao có cánh gió để lộ đây. Xe này thì thiết kế nó làm phần động cơ ở phía sau nha các bạn. Có 2 ống bô. Thiết kế rất là đẹp nha. Đây mình cho các bạn cùng xem nha. Đây là cái phần mà chỉnh thước lái của nó nha các bạn. Nếu bình thường nó không được ngay á, mình chỉnh thước lái này lại để cân bằng lại cái bánh trước. Thì xe pin thì nó cũng khá đơn giản thôi các bạn. Có gầm để đựng pin sạc ở đây. Phần động cơ nó sẽ gắn đây, công tắc nguồn ở đây. Phần thiết kế xe này rất giống siêu xe cảnh sát của cảnh sát Dubai nha các bạn. Rồi, 119. 119 này có thể là cảnh sát Mỹ chứ không phải là Dubai rồi. Màu xanh trắng. Có 2 cái đèn báo tín hiệu ở đây. Người thường thường cảnh sát mà dí theo mình gọi là quay đèn là quay 2 cái đèn này nha các bạn. Rồi, ở đây mình còn có một cái hộp nữa. Đây là viên pin sạc sẽ nằm trong đây và mình có một cái cọng dây sạc nữa nha các bạn. Rồi. Đây khi cái
mấy cái tool nó cho theo mình là cái cổng sạc USB nha các bạn. Mình sẽ kết nối vào như thế này, khi hết pin mình kết nối vào như thế này và mình ghim vào cục sạc điện thoại của mình nữa nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lắp pin vào cho chiếc xe để mình test thử nha. Rồi mình sẽ để phần đuôi sạc ở một bên. Ở trong chiếc xe này thì nó sẽ có cái hộc đựng pin, và nó sẽ có cái, nếu mà xe pin thường thì sẽ gắn ba những cái viên pin vào như cái chỗ này nha các bạn. Nó có thiết kế, nhưng mà xe mình xài pin sạc nên nó sẽ có một cái đuôi sạc ở đây. Mình sẽ kết nối với cục pin như thế này. Rồi rồi mình sẽ để lại vào như thế này nha. Đó. Xong rồi mình sẽ đậy nắp pin lại. Mình sẽ vặn vít lại cho nó chắc nghe các bạn. Ok, bây giờ mình nhấn bật công tắc rồi. Bây giờ mình sẽ test thử. Khi mình ấn nút trái phải là cái thước lái xe nó sẽ nhúc nhích nha các bạn. Còn này đẳng tới lui nè, tới lui. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn cùng xem nha. Nhìn chiếc xe khá là chiến nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quay gần lại chút xíu xem chiếc xe nó chạy nha. Tới nè. Ồ, quá nhanh. Nhanh nha các bạn, tiếng cũng khá là ok luôn á. Wow. 140k cho chiếc xe siêu xe cảnh sát điều khiển nha các bạn, pin sạc nữa. Mình sẽ tặng kèm cho pin remote luôn. Nếu bạn nào thích muốn mua thì hãy comment thông tin địa chỉ, số điện thoại liên lạc phía dưới, mình sẽ ship tặng nhà nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký, một chia sẻ để ủng hộ kênh Cà So TV ngày càng phát triển nha các bạn. Rồi, bye bye.